Sức mạnh bom j Mỹ cung cấp cho Ukraine so với bom thông minh KAB của Nga Nga và Mỹ đều sở hữu loại bom dẫn đường thông minh, trong đó bom j gần đây đã được Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine. Tuần trước, tướng James Hawker, tư lệnh của không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi xác nhận rằng quân đội Ukraine đã nhận được một số lượng hạn chế bom thông minh j er Trả lời phỏng vấn trên TASS hôm 10 tháng 3, Cổ vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR Jan Skagin nói Ukraine đã thả bom thông minh Jadam xuống khu vực gần trào lửa Bắc Mớt ở vùng Donbass. Jadam thực chất là bộ kit có thể gắn trên các mẫu bom thông thường có sẵn trong kho vũ khí của Mỹ, biến bom thông thường trở thành bom dẫn đường thông minh với độ chính xác rất cao. Phiên bản Jadam ER đã giúp tăng tầm tấn công của bom lên 72 km thay vì 24 km như phiên bản tiêu chuẩn phi công ukraine sử dụng bom jdam chỉ cần xác định vị trí mục tiêu nhấn nút thả bom và quả bom sẽ tự bay với mục tiêu đã định quân đội nga cũng sở hữu những mẫu bom thông minh có tính năng bắn và quên tương tự như jdam của mỹ đó là bom thông minh kab được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng laser gps hoặc bằng vệ tinh nhưng bom thông minh của nga được tích hợp hệ thống dẫn đường ngay trong dây chuyền sản xuất khác với việc mỹ sản xuất bom thông thường rồi gắn thêm bộ kit jdam các phiên bản KAB-250, KAB-500 hay KAB-1500 chỉ khác nhau về độ lớn của bom. KAB-500L, loại bom thông minh sử dụng đầu đạn nổ mạnh, là phiên bản được quân đội Nga sử dụng phổ biến nhất trong xung đột Ukraine, theo chuyên gia Williams Anbeck đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSIS. Bom KAB-500L nặng 525 kg từng được Nga sử dụng trong giao tranh ở thành phố Mariupol hồi tháng 3 năm 2022. Theo các thông tin được công khai, bom JDAM của Mỹ có khả năng đánh trúng mục tiêu với bán kính lệch mục tiêu CEP khoảng 5 mét, còn bom KAB của Nga là 7 mét. Báo Mỹ Newsweek dẫn lời chuyên gia quân sự Davis Hamlin cho biết, điểm lợi thế của bom JDAM ER do Mỹ sản xuất là có sức chống chịu đáng kể trong môi trường bị gây nhiễu ở mức cao. Nga có thể sử dụng hệ thống định vị GLONASS để hỗ trợ bom KAB, nhưng Mỹ có thể mạnh về mặt công nghệ với khả năng bom xe đàm tự động xác định phương hướng trong trường hợp định vị thông qua GPS hay vệ tinh gặp gián đoạn. Quả bom khi đó sẽ tự điều chỉnh để có thể rơi xuống vị trí mục tiêu một cách chính xác nhất. Nhìn chung, tích hợp thiết bị dẫn đường chính xác cho một quả bom chỉ trên bầu trời trong vài phút là điều tương đối tốn kém, chuyên gia Hamlin nói về lợi thế của vũ khí Mỹ. Chuyên gia này tin rằng bom chơi đam của Mỹ có độ chính xác cao hơn bom KB của Nga dù hiệu quả chiến đấu còn tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Chuyên gia Hamlin cho rằng bom KB cũng tương đối hiệu quả nhưng chi phí là một trong những lý do Nga hạn chế sử dụng các vũ khí dẫn đường chính xác trong xung đột ở Ukraine. Thay vào đó, các lực lượng Nga chủ yếu sử dụng đạn rocket được sản xuất hàng loạt Phương Tây kỳ vọng rằng lệnh cấm xuất khẩu các trang thiết bị công nghệ cao sang Nga có thể làm chậm tốc độ sản xuất các vũ khí dẫn đường thông minh, qua đó gây khó dễ cho Nga trong xung đột ở Ukraine. Khi đánh giá về khả năng chút một lượng lớn thuốc nổ vào mục tiêu một cách chính xác, bom KAB của Nga vẫn vượt trội hơn hẳn so với các loại vũ khí thông thường, chuyên gia Hamling nói theo Newsweek. Bản tử, biệt danh bóng ma phượng hoàng mà Mỹ vừa giao đến Ukraine được cho là vũ khí quan trọng trong tình hình chiến sự hiện nay. Ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, loài vũ khí này là một nền tảng hoàn toàn mới, được phát triển nhanh chóng và đặc biệt dành cho cuộc chiến ở Ukraine. Nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quân sự đặc biệt của Kiev khi nước này cố gắng ngăn chặn chiến dịch của Nga ở khu vực Donbass. Ông John Kirby cho biết, hơn 121 chiếc UAV cảm tử đang hướng đến Ukraine. Đây là một phần trong gói viện trợ mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, được Nhà Trắng công bố ngày 21 tháng 4. Máy bay không người lái UAV Phoenix Ghost, phiên bản nâng cấp của Swiftblade do AeroVironment phát triển cho mục đích do thám và tấn công cảm tử khi cần thiết. Ông Khabar cho biết, loại UAV Phoenix Ghost mới được chuyển giao cho Ukraine có sự khác biệt về phạm vi và khả năng hoạt động, nhưng vẫn chưa thể xác định điểm khác biệt mới là gì. Uh, this is a, uh... Đây là một máy bay không người lái đã được phát triển trước cuộc xâm lược. Lực lượng không quân đang làm việc này và thảo luận lại với người Ukraine về các yêu cầu của họ. Chúng tôi tin rằng hệ thống cụ thể này sẽ đáp ứng rất tốt yêu cầu của Kiev, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Squidlet được phóng từ ống phóng cầm tay nhỏ gọn. Nó mang theo cả máy ảnh và đầu đạn, có thể nhắm các mục tiêu cố định mà không cần điều khiển thủ công. Theo Warzone, kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát, Mỹ đã viện trợ khoảng 400 UAV Switchblade cho Ukraine. Lô hàng đầu tiên gồm 100 chiếc đã đến Ukraine vào tuần trước. Lô hàng tiếp theo gồm 300 chiếc phiên bản Switchblade 300 mạnh hơn và Switchblade 600 có khả năng tấn công phương tiện bọc giáp. Ngay sau thông tin Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga đã bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất. Tuy vậy, tờ Politico cho rằng, tên lửa đạn đạo không tạo ra sự khác biệt ở Ukraine. Giới phân tích phương Tây cho rằng, khi các lực lượng Nga tìm cách mở rộng quyền kiểm soát đối với hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, thiết lập cầu nối trên bộ với bán đảo Crimea, các loại vũ khí như tên lửa chống tăng, máy bay không người lái vũ trang sẽ quyết định kết quả giao tranh khi được hỏi đặc điểm gì khiến uav chuyển giao cho ukraine được gọi là Phonic Ghost, người phát ngôn cơ bài không cung cấp thêm thông tin về vấn đề này ông cho biết thêm uav Swiftblade được phát triển theo hợp đồng giữa lầu năm góc và avex aerospace nó được phát triển để đáp ứng một loạt các yêu cầu của xung đột hiện tại ưu điểm của uav Swiftblade là nhỏ gọn và khả năng cơ động cao nó có thể phóng từ ống phóng cầm tay và có thể được triển khai ở bất kỳ vị trí nào mà không cần chuẩn bị trước Vâng, thưa quý vị, sau 10 ngày tấn công dồn dập, quân đội Nga vẫn chưa thể đánh nhanh, thắng nhanh ở Ukraine. Trong hơn 10 ngày, thì vũ khí nào đã được lực lượng Nga sử dụng nhiều nhất để tấn công vào Ukraine? Và quân đội Ukraine thì có những vũ khí nào để đối phó và đáp trả cuộc tấn công này? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Giới phân tích quân sự nhận định tên lửa hành trình Kalif là loại vũ khí chủ lực trong các đợt tấn công đầu tiên của Nga đây là loại vũ khí mới của Nga, có thiết kế và tính năng tương tự với sứ giả chiến tranh Tomahawk của Mỹ. Tên lửa Kalif có nhiều phiên bản khác nhau trong vai trò chống hạm, trong đó phiên bản 3M14 được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. 3M14 có tầm bắn từ 1.500 đến 2.500 km. Tên lửa Kalif có thể phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và bệ phóng di động trên mặt đất. Với tầm bắn xa, phương tiện mang phóng linh hoạt, Nga có thể phát động cuộc tấn công bằng tên lửa Kalibr vào lãnh thổ Ukraine ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đó khiến việc đáp trả trở nên rất khó khăn. Quân đội Ukraine chỉ có thể dựa vào khả năng đánh chặn trên mặt đất để giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra, Nga còn có một vũ khí đáng chú ý khác là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 500 km và có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, Nga còn sở hữu lực lượng pháo binh hùng hậu, các loại pháo binh của Nga mang tầm bắn xa có thể kể đến như lựu pháo tự hành 2S-19 MSTA, rocket phóng loạt BM-30 SMEC tầm bắn 90 km. Pháo binh Nga đã được sử dụng để pháo kích các mục tiêu gần biên giới với Ukraine. Lực lượng này sẽ đóng vai trò quan trọng nếu một cuộc xung đột quy mô lớn xảy ra. Sau đợt tấn công đầu tiên bằng tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu, Nga đã triển khai lực lượng mặt đất để tiến vào lãnh thổ Ukraine. Và Nga đã triển khai nhiều vũ khí hạng nặng có sức công phá lớn trong chiến dịch tấn công trên bộ. Đó là xe tăng T-72B3, phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của dòng xe tăng T-72. Với biệt danh xe tăng bay, dòng xe tăng T-72B3 không chỉ có khả năng cơ động với tốc độ cao mà còn được trang bị các loại tên lửa chống tăng. Về vỏ giáp bảo vệ, xe tăng T-72B3 được gia cường thêm lớp giáp phản ứng nổ con thác 5 giúp nâng cao khả năng sống sót trước đạn chống tăng nổ lõm hoặc đạn thanh. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đặt kỳ vọng vào tên lửa chống tăng Javelin, đẩy lùi các cuộc tấn công bằng xe tăng trong không gian đô thị. Tên lửa dài 1,2 mét và chỉ cần một người đã có thể văng được. Chúng có hỏa lực đủ để chọc thủng giáp xe tăng từ khoảng cách xa 2,5 km. Lục quân được xem là lực lượng mạnh nhất của Ukraine khi sở hữu khoảng 2.500 xe tăng so với 12.400 của Nga. Trong khi đó, xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 Offload được xem là đối thủ ngang tầm với T-73B3 và T-80, T-90 của Nga. Ukraine chỉ thua kém về số lượng. Pháo binh hai nước cũng có sự tranh lệch khá lớn về số lượng cũng như chất lượng. Cụ thể, Nga có khoảng 6.500 pháo lựu tự hành, trong khi Ukraine chỉ sở hữu khoảng hơn 1.000 khẩu. Nga có khoảng 7.500 khẩu pháo kéo xe, Ukraine có khoảng hơn 2.000 khẩu. Sức mạnh tên lửa là điểm tranh lệch lớn nhất khi so sánh sức mạnh giữa lục quân Nga và Ukraine. Nga có khoảng 3.300 hệ thống rocket phóng loạt, trong khi con số này của Ukraine chỉ hơn 490. Không quân Ukraine hoàn toàn lép vế trước Nga. Tiêm kích chủ lực của họ là MiG-29 và Su-27, nhưng chỉ số ít khi được nâng cấp lên các tiêu chuẩn hiện đại. Không quân Ukraine gần như không đủ khả năng để phát động cuộc không kích vào lãnh thổ Nga. Ukraine sở hữu nhiều tên lửa phòng không, đáng chú ý là S-300V1, tầm bắn khoảng 80 km. Tên lửa phòng không tầm trung Buk tên lửa phòng không tầm thấp 9K33 OSA và 9K35 Stella 10, lực lượng phòng không mặt đất Ukraine sẽ là trụ cột trong việc chống lại các đợt tấn công bằng đường không của Nga. Ngoài ra, các nước phương Tây đã tăng tốc độ viện trợ tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai cho Ukraine để chống lại quân đội Nga. Quân đội Ukraine đang kháng cự mạnh trước các đợt tấn công của Nga. Kế hoạch tấn công nhanh của Nga đang bị chậm lại. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng quân đội Ukraine khó cầm cự được lâu.